Vâng. Rồi, đây là con hẻm Trấn Trà thằng anh chị. Con hẻm này xe tải nhỏ vào được nha. Lúc này kênh YouTube Nhà Đất Đông Nam Bộ livestream căn nhà này thì xe tải nhỏ có vào đến đây các anh chị. Phía trong này là hẻm cùng rồi. Đây căn nhà chúng ta đây các anh chị, một trệt một lầu. Nhà có diện tích là ngang 4m, dài 5m, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Nhà có hướng đông bắc các anh chị. Giấy tờ thì có sổ hồng riêng. Và giá bán cho căn nhà này, chủ nhà đang kêu bán là 2,5 tỷ, còn thương lượng nha. Một căn nhà tuyệt vời ở ngay vị trí đường phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Rồi anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho Sơn theo số điện thoại 0915 957 168 để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí nha. Ngoài ra các anh chị có thể kết nối Viber Zalo 0916 973 573 để chúng ta thuận tiện trong việc trao đổi thông tin. Hoặc các anh chị vào kênh YouTube Nhà Đất Đông Nam Bộ để xem video chi tiết về căn nhà này nha.